Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức. Đây là chương trình học Phật cùng thầy. Hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2019. Con kính chia sẻ về một đề tài giới luật. Có một Phật tử hỏi con: tại sao nói giới luật của Phật dạy là thầy? Thì thế nào là thầy? Thầy là một người mà thấy được cái điều học trò chưa thấy, làm được cái điều học trò chưa làm được, và sống được cái kiếp người mà người học trò chưa sống được. Mà thế nào là một người học trò? Là một người nhận ra tự thân mình có một cái giới hạn nhất định, và người ấy không tự thỏa mãn với chính cái giới hạn của mình, và muốn vượt lên trên nó và đi tìm một người đã làm được cái điều mà họ, người học trò đó muốn làm theo, để có cái cảm hứng, để có được cái ngọn đuốc soi đường chỉ lối. Thì người thầy là một người mà nhìn thấy ở người học trò giống như bao cái con người khác trên thế gian này, đó là họ có một cái động cơ tốt đẹp đáng kính, đó là họ muốn được thực sự tự do và hạnh phúc. Có phải vậy không? Trên đời này không ai mà không muốn điều đó cả. Nhưng ngoài cái sự khó khăn bất an hiện tại của người học trò đó, có một cái đáng thương là họ đang nỗ lực hết mình để làm, để sống, để mong có một cái tương lai mà nó tốt đẹp hơn cái bây giờ. Nhưng mà bằng cái trí tuệ của người thầy thì người thầy thấy xa, thấy rộng hơn nhiều, rằng hiện tại đã khổ rồi, mà người học trò đang nỗ lực để tạo ra cái khổ còn nhiều hơn là kết quả sau này, do cái nhân hiện tại đang làm không có trí tuệ. Cho nên người thầy mới thương. Trước là thương nhưng không có khinh. Bởi vì người thầy biết, nhìn sâu vào, người thầy thấy trong tâm của người học trò có một cái năng lực giải thoát không kém như người thầy. Tất cả chúng sanh đều thành Phật, Phật thương tất cả chứ không khinh ai hết. Cho nên Phật mới bởi vì nó chưa có được chỉ dạy, nó chưa có được thấy con đường rõ, chưa có được ai dạy bảo, Phật mới khởi lòng từ bi và phương tiện trí tuệ để dạy. Thì lúc đó dạy thì như thế nào? Phật thấy những cái điều bao la bát ngát, đơn giản như là một người học 4 năm thôi, một người mới học 12, người 4 năm ra nói một bữa, người 12 chưa chắc hiểu gì cả. Huống hồ gì Đức Phật giải thoát khỏi sanh tử thì chúng ta luân hồi trong bao nhiêu kiếp, làm sao hiểu được hết cái trí tuệ của Ngài? Ánh sao không thể hiểu được, vầng trăng huống hồ về mặt trời. Cho nên Phật đơn giản hóa hết sức có thể lại bằng cách nói rằng: con phải hiểu cái này, con phải biết cái kia không? Bằng cách là con đừng. Cái đừng thứ nhất, năm giới, là con sẽ được làm người để khỏi cái bị đọa vào các cõi ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cái đừng thứ hai nữa là 10 giới, lên được chư thiên. Cái đừng tiếp theo nữa là 250 giới, con được định để đi điên tuệ, tức là giới định tuệ, trên đường giải thoát. Cái đường thứ ba nữa là con hãy vì tất cả chúng sinh phát đại lòng từ bi mà phát bồ đề tâm cứu thoát mình và muôn loài, đó là đi trên đường Bồ Tát đạo để tiến đến Phật quả, vì mình và vì người, giống như Sĩ Lật Ta đã ra đi nửa đêm vì mình và vì muôn loài đó. Hành động đó cực kỳ đẹp và cực kỳ ấn tượng, như là một người con của đất này, như là một người con Phật, thì chúng ta thấy cái điều này rất đẹp. Mình là một học trò thì cái động cơ của mình là tốt, nhưng cái trí tuệ mình nó chưa có, cho nên đời sống hiện tại của mình nó không có an nhiên tự tại, nó không có hạnh phúc bình yên. Cho nên mình nỗ lực, mình tạo tác cái việc này việc kia, nhưng mà mình không biết rằng cái việc mình tạo tác đó là nó bằng lòng tham. Cái gì bằng lòng tham? Cái đó là sự ràng buộc. Cái gì ràng buộc? Cái đó nó trở nên đau khổ về sau. Cái thân này là giới hạn, nhưng cái lòng tham của mình cho hạnh phúc là mình không muốn hạnh phúc chút chập đâu, mình muốn hạnh phúc miên viễn, lâu dài và không bị điều kiện. Nhưng mà cái thân này thì nó bị điều kiện, cho nên mình lấy cái vốn điều kiện và giới hạn để mình muốn đạt được cái không điều kiện vô hạn, cái đó là một sự mâu thuẫn. Cho nên Phật không có biểu nha, con làm cái này con đừng làm cái kia, con làm như thế là ta sẽ không chịu, không chấp nhận, không. Phật không hù, không dọa, không làm ai cả. Thân tâm là của mỗi người tự chọn cái con đường mình đi. Có điều Phật thấy đi con đường đó sẽ gặp những thứ đó, kết quả sẽ có những thứ kia. Và nếu chọn con đường mà mình thích mình đi thì sau này đừng có than vãn kết quả. Mà nếu muốn không có cái kết quả đau khổ thì hãy theo con đường mà Phật đã từng đi và Phật đã biết chắc như vậy. Thì giới không ai áp đặt lên mình, tự thân mình tự thấy là bởi vì mình có trí tuệ cho nên Phật dạy mình theo. Hoặc là mình đã quá đau khổ rồi, giới như là một cái phao cuối cùng để mình tự cứu lấy mình, tránh làm điều ác để không có đọa xuống sâu,
làm được việc thiện để có được phước và xin chư thiên tu giới sâu sắc, không làm những việc ác thì để tâm mình an nhiên và định tĩnh để có trí tuệ, và vì đại từ bi phát Bồ Đề tâm cứu mình và cứu muôn loài. Đó, thì giữ giới. Hoặc nữa mình phải gieo một cái nhân duyên và ba la mật sâu dày với Đức Phật thì mình mới tin Ngài vô cùng. Và khi mà Ngài nói giữ này nhân con là mình không bao giờ phá. Còn hãy mà mình chưa được rơi vào ba trường hợp của một người giữ giới đó thì biết cái phước mình nó ít, cái ba la mật mình nó ít và cái trí tuệ mình nó ít. Và chắc chắn những cái thứ đó ít là mình Phật cũng không có rầy la trừng phạt mình đâu. Phật chỉ càng thương hơn, bởi vì Ngài nói rác cổ họng, Ngài đã hết tình hết nghĩa mà mình vẫn chưa thấu hiểu được trái tim của Ngài, thì mình sẽ gặp được một vị Phật khác của vũ trụ này mang tên đau khổ sẽ dạy cho mình cái bài học, và lúc đó không biết chừng mình có gặp được cái vị Phật giác ngộ trong bao lâu, trong thời gian bao lâu nữa đây, hay là mình chìm đắm mãi trong luân hồi sinh tử. Cho nên đã gặp được giới của Phật thì hãy coi Phật dù là thân xác không còn, nhưng chắc chắn nếu còn, Ngài cũng không có nói dông dài đâu. Ngài đã sống và Ngài đã không làm những điều mà Ngài chỉ là đừng có làm, và Ngài dĩ nhiên không làm. Cho nên chúng ta hãy sống giống như Ngài và đừng có làm những cái điều mà Ngài đã không làm, thì đó là sống theo hạnh của Phật sống. Thì nếu như mà Phật có còn hay không thì không quan trọng, mà mình có làm những điều mà Phật đã biểu mình đừng có làm hay không mới quan trọng. Như vậy hãy coi Phật là thầy, thì hãy coi những lời mà Phật biểu đừng làm là thầy, tức là hãy coi Phật giới là thầy. Thì đó, con có đôi lời chia sẻ, kính mong đại chúng liễu tri lắng nghe, hoan hỷ và ứng dụng. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.